Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 12 năm 2020 với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Cao vít là loài linh trùng đặc biệt quý hiếm, từ chỗ có nguy cơ tuyệt chủng, đến nay tại Cao Bằng đã có khoảng 129 vượn cao vít. Đó là nhờ nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành đã bảo vệ thành công loài cá thể quý hiếm này. Ngày 6 tháng 12, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Hoang dã Quốc tế đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền bảo tồn vượn cao vít huyện Trùng Khánh lần thứ nhất. Trước những khó khăn đi lại, nhiều năm qua 14 hộ ở xóm vùng cao Củi Mài, xã Đức Thông, huyện Thạch An luôn mong muốn có tuyến đường nông thôn để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát tại biên giới, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 12, Liên đoàn Cờ tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các huyện Hòa An và Nguyên Bình. Trong năm 2020, Liên đoàn Cờ tướng tỉnh đã tổ chức nhiều giải cờ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý 2020 tại vườn hoa trung tâm thành phố, giải cờ mở rộng tại xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, giải cờ tranh cúp Kỳ Đài Kỳ Sầm năm 2020. Các câu lạc bộ cờ xã phường tổ chức 4 giải giao lưu của câu lạc bộ cờ Hoàng Tông và câu lạc bộ cờ Hưng Đạo. Tham gia giải cờ toàn quốc, đoàn cờ Cao Bằng đạt 1 huy chương đồng và được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Trong năm 2021, Liên đoàn cờ tỉnh sẽ tổ chức các giải đấu cờ xuân, lễ hội cổ truyền, mở các lớp giảng dạy cờ tướng, cờ vua cho lứa tuổi thiếu nhi, tăng cường xã hội hóa nguồn lực và phát triển câu lạc bộ cờ ở một số địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Cờ tỉnh nhất trí với đánh giá kết quả hoạt động của Liên đoàn Cờ tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị năm 2021 xây dựng kế hoạch tổ chức phát triển các câu lạc bộ ở các huyện chưa có các câu lạc bộ cờ. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức các giải cờ tại phố đi bộ Kim Đồng, huy động các kỳ thủ tạo sức hút du khách tham gia các giải khu vực và toàn quốc. Xây dựng kế hoạch và huy động nguồn lực mở lớp dạy cờ cho thiếu nhi và tìm ra vận động viên có năng khiếu, có định hướng phát triển. Tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, Hội Nông dân tỉnh tổng kết mô hình chăn nuôi gà thịt sinh học nhằm hỗ trợ tổ hợp tác, thúc đẩy sản xuất và liên kết theo chuỗi giá trị. Mô hình chăn nuôi gà thịt sinh học nhằm hỗ trợ tổ hợp tác thúc đẩy sản xuất và liên kết theo chuỗi giá trị được Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện từ tháng 7 năm 2020 với quy mô 10 hộ tham gia. 5.000 con gà giống, tổng kinh phí hơn 452 triệu đồng. Trong đó nhà nước hỗ trợ 165 triệu 825 nghìn đồng, nhân dân đóng góp 286 triệu 925 nghìn đồng. Đến nay đàn gà có tỷ lệ sống trên 90%. Có trọng lượng trung bình từ 1,5 đến 2 kg, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Mô hình chăn nuôi gà do Hợp tác xã Ba Sạch, Hương Đạo, thành phố cung ứng giống và bao tiêu sản phẩm tiếp tục tuyên truyền về ưu điểm của loại giống gà sinh học, mong muốn bà con tiếp tục chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, tạo liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần cung cấp sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn cho người tiêu dùng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tại xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Hoang dã Quốc tế, gọi tắt là FFI, đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền bảo tồn vượn cao vít lần thứ nhất tại xã Phong Nậm. Tham gia ngày hội có đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã và học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở xã Phong Nậm. Tại ngày hội, bà con nhân dân và các em học sinh được vui chơi giải trí, giao lưu, tìm hiểu về một số loài động thực vật hoang dã, sinh cảnh về rừng, các tài liệu về rừng, thi vẽ tranh, thi tìm hiểu những kiến thức, hiểu biết về pháp luật liên quan đến bảo vệ vượn cao vít, các tình huống về bảo vệ động vật hoang dã, đa dạng sinh học. Thông qua ngày hội nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và cộng đồng, khuyến khích sự tham gia tích cực của nhân dân cùng chung tay bảo tồn vượn cao vít, loài vượn quý hiếm của quốc gia. Theo tổ chức FFI, cao vít là loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm trên thế giới. Ở Việt Nam, từ thập kỷ 50 của thế kỷ trước, loài vượn này đã không được nhìn thấy và bị coi là tuyệt chủng.
Từ năm 2007, tổ chức FMI đã hỗ trợ tỉnh thành lập khu bảo tồn vượn cao vít rộng 1.657 ha tại ba xã Phong Nậm, Ngọc Khê và Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh. Nhờ những cố gắng của chính quyền và người dân huyện Trùng Khánh, sự giúp đỡ của tổ chức FMI, tỉnh Cao Bằng đã bảo vệ và phát triển thành công đàn vượn cao vít, một loài linh trưởng quý hiếm tưởng chừng đã tuyệt chủng. Từ 24 cá thể được phát hiện năm 2004, đến nay tại Cao Bằng đã có 129 cá thể vượn cao vít. Đoàn viên thanh niên huyện Đoàn Nguyên Bình và cán bộ công chức viên chức thị trấn Nguyên Bình đã ra quân trồng 130 cây xanh mắc đoạn dọc hai bên đường, tạo cảnh quan bờ sông thể dục xanh sạch đẹp, tạo bóng mát phục vụ nhân dân rèn luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích sáng tạo của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường quê hương xanh sạch đẹp. Để đảm bảo cây trồng sống đạt tỷ lệ 100%, huyện đã chọn cấp phát giống theo đúng tiêu chuẩn, cung ứng phân bón cho các cơ quan, hướng dẫn kỹ thuật trồng và kiểm tra đôn đốc trong quá trình trồng cây. Giao cho trường trung học cơ sở thị trấn Nguyên Bình làm tốt công tác chăm sóc, huy động, phân công học sinh tưới nước hàng tuần. Trong thời gian tới, Đảng ủy chính quyền thị trấn Nguyên Bình tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân tiếp tục nhân rộng trồng cây trên các con đường khu dân cư trong toàn thị trấn. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến kiểm tra nắm tình hình thực hiện công tác dân tộc tôn giáo tại xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc. Là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lạc, xã Sơn Lập có 5 xóm hành chính với 375 hộ gia đình, với 4 dân tộc Tày, Mông, Dao, Sán Chỉ cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm khá cao. Một số xóm giao thông đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm có nhiều chế độ chính sách hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế xã hội. 9 tháng đầu năm, xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay toàn xã có 6 điểm nhóm gồm 274 hộ gia đình với 936 tín đồ thuộc các xóm Thông Ngàn, Khâu Ho, Củi Tơ, Phia Bàn, Bản Óng, theo đạo Tin Lành. Trong đó có 4 điểm nhóm được công nhận sinh hoạt. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Sơn Lập đã làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc tôn giáo. Các ban ngành đoàn thể phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nên các hộ dân theo đạo đều chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có các điểm tụ tập đông người, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Bà con tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đoàn công tác đã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ công chức xã, gia làng, trưởng bản và những người có uy tín tiêu biểu, trong đó quán triệt về công tác quản lý nhà nước đối với đạo Tin Lành, những quan điểm chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng nhà nước ta trong tình hình mới. Âm mưu thủ đoạn lợi dụng dân tộc tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, công tác củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây là việc làm hàng năm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, với mục đích nhằm trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về công tác dân tộc tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết quân dân một ý chí. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng 8 chiếc chăn ấm cho già làng trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong thực hiện công tác tôn giáo. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhiều con đường nông thôn đã được hoàn thành, góp phần thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, giao thông vẫn chưa thuận lợi. Để có con đường bê tông vững chắc về tới các bản làng luôn là niềm mong mỏi của người dân vùng sâu vùng xa. Tình trạng đường giao thông vào xóm Củi Mài, thôn Nà Pò, xã Đức Thông, huyện Thạch An đang là nỗi trăn trở của các hộ dân nơi đây. Xóm Củi Mài, thôn Nà Pò, một xóm đặc biệt khó khăn của xã Đức Thông, huyện Thạch An, với tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhiều năm nay đường giao thông từ trục đường chính dẫn vào xóm vẫn là đường đất đỏ, nên càng khó khăn lắp đặt điện lưới quốc gia cho 14 hộ dân ở nơi đây. Anh Triệu Văn Hồng, nguyên là cán bộ khuyến nông xã Đức Thông, được biết đến là người đầu tiên vận động bà con mở đường vào xóm Củi Mài. Hơn 10 năm nung nấu ý định mở con đường, mãi đến năm 2014, anh Hồng mới có thể thuyết phục dân làng đồng lòng mở con đường vào bản. Các hộ cùng nhau đóng góp được 200 triệu đồng để phá lối mở đường. Đó là bước ngoặt lớn trong việc thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Dần dần các hộ bắt đầu nhận thấy việc mở thông con đường
giúp cho việc di chuyển làm ăn đỡ vất vả hơn. Vâng, trong quá trình làm con đường này thì rất là phức tạp. Trong 2005 thì ở trong làng này có hơn 10 hộ, lúc đấy có 11 hộ. Thì đi bộ chủ yếu lên dốc rất là khó. Thế ngồi uống chè mọi thứ bàn nhau thì rất là khó. Nhiều người bảo làm, nhiều người không làm. Thì cuối cùng về sau thì tận 2012 thì mới suy nghĩ được, mọi người mới bảo vận động đến 2014 thì mới vận động được cả trong xóm này, mới làm con đường này từ trong làng ông Sinh ra ngoài đến đường rẽ Khuổi Phủng để tiện lợi cho tư thương vào để thu mua các kiểu, ví dụ như lợn, gà, vịt rất là khó khăn. Trước đây chưa có con đường này thì nó thật sự là phức tạp lắm. Bà con chủ yếu vác mà muốn trồng thạch thì cũng chẳng có lối đi, mà muốn bán thì cũng khó, thì lúc đấy chẳng bán. Ở nhà chủ yếu là tự cung tự cấp, thạch cũng chẳng làm đâu mà. Ở trong này nói chung là khổ là như vậy. Trước đây con đường này chỉ là lối mòn đi bộ xuyên rừng. Hiện nay tuy đường được mở rộng hơn, nhưng mỗi khi trời mưa, con đường dài 4 km này luôn là nỗi ám ảnh cho người dân khi trở nên lầy lội và trơn trượt nguy hiểm. Nhất là mùa mưa, hầu như trẻ em mẫu giáo không thể đến trường học nơi trung tâm xã Đức Thông. Hôm nay anh em huy động trong làng phát đường, bây giờ làm xuống cấp lắm, dẫn nhiều lắm, anh em phát cả buổi còn chưa được hết, đường dốc đi lại khó khăn phức tạp nữa, anh em cũng huy động mỗi năm cứ phát 2 đợt nữa. Con đường này là anh em tụ tập để đóng góp để mở vào, nhưng mà cũng đường đất đi trời mưa thì đi vất vả. Nói chung có một số sản phẩm mà muốn đi bán gì ra chợ thì cũng vất vả, đi lại khó khăn. Trời nắng thì tạm được tí, nhưng mà mưa thì chưa lắm, không đi được. Mong sao là tới này mong nhà nước ủng hộ làm thế mà tốt hơn ạ. Xong là được anh em trong làng nó đi lại dễ hơn ạ. Thạch đen được biết đến là cây trồng chính của xã Đức Thông. Theo định hướng của chính quyền xã, người dân sẽ tập trung trồng và phát triển loại cây này nhằm đem lại thu nhập. Nhưng tại Khuổi Mài, dù có trồng và làm ra sản phẩm cũng gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ. Vì con đường xuống cấp, các thương lái không thể đến tận nơi thu mua. Đường không có, điện không có, cho nên là các sinh hoạt của các hộ dân là nó rất là khó khăn. Đấy, vừa về cái sinh hoạt, đời sống của người dân trong khu Khuổi Chắn, Khuổi Mài. Các hộ dân nó làm sản phẩm ra nhưng mà cái đường mang đi tiêu thụ là nó rất là khó khăn. Phải vác vai đi mấy cây số thì có thể là mới lên đến xe được. Làm ra của nhưng mà không có chỗ vận chuyển để mua bán, cho nên là các hộ trong kia là nó đoàn kết rồi nó tổ chức nhau góp tiền để khác mở được con đường vào đến kia là tầm 3-4 cây số đấy. Có đường mới, bê tông hóa kiên cố sẽ mở ra nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế của xóm. Cán bộ chính quyền sẽ phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với bà con, cũng như việc giao thương, trao đổi hàng hóa nông sản được dễ dàng và thuận lợi hơn. Mong muốn của người dân cũng đang là nỗi trăn trở của cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây. 2 năm vừa rồi thì người dân cũng đã tự vận động, đóng góp để mở đường vào đấy. Nhưng tuy nhiên thì có đường để đi thôi. Đấy, đường hiện nay nó rất trơn, đất đỏ. Khi mùa mưa thì gần như là không đi được. Đấy, người dân chỉ đi bộ, hoặc là có đi thì cũng là chỉ dắt xe là nhiều hơn là ngồi trên xe thôi. Đấy. Còn cái mong muốn của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là người dân tại khu đấy là các cấp quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu tư, thứ nhất đầu tư cái đường điện, thứ hai là nâng cấp cái tuyến đường vào trong xóm đấy, để người dân thuận tiện trong đi lại và có điện sử dụng cuộc sống hàng ngày cho người dân. Ngày ngày người dân Khuổi Mài vẫn mong chờ một con đường để giúp đồng bào giao nơi đây vươn lên giảm nghèo bền vững. Mong rằng với sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành, những con đường mới kiên cố sẽ sớm được mở đến bản làng, thực hiện xây dựng nông thôn mới ở xóm vùng cao.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đã được triển khai sâu rộng đến các cơ quan đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh. Trong đó nổi bật là mô hình cộng đồng học tập ở xóm Lam Sơn Thượng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, với những kết quả xuất sắc theo bộ tiêu chí do Trung ương Hội Khuyến học ban hành. Lam Sơn Thượng là xóm thuần nông có 104 hộ với 513 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của bà con gặp nhiều khó khăn. Việc học tập của con em luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện toàn xóm có 2 dòng họ hiếu học tiêu biểu, các dòng họ đều có ban khuyến học. Quỹ khuyến học đã thúc đẩy phong trào khuyến học phát triển mạnh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác khuyến học, thời gian qua, Hội Khuyến học xóm Lam Sơn Thượng không ngừng tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học và giáo dục con cháu. Từ những việc làm hay, cách làm sáng tạo như mỗi gia đình đều có góc học tập cho con, động viên giúp đỡ các hộ gia đình có con em khuyết tật đi học. Quy định thời gian học tập và sinh hoạt cụ thể, từ thứ hai đến thứ sáu là thời gian dành cho các cháu học tập. Thứ bảy, chủ nhật, tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, vui chơi giải trí. Từ khi xã có triển khai cái nghị định 281, thì gia đình tôi cũng thực hiện xong là mạnh dạn vay vốn về để phát triển chăn nuôi. Ví dụ như là tôi đầu tư vào xây dựng ao cá. Đấy, từ khi phát triển chăn nuôi về, cuộc sống của gia đình thì có khấm khá hơn. Phát triển xong phát triển đầy đủ. Xong cuộc sống của các con thì được thay đổi thay. Các cháu được học hành đến nơi đến chốn. Đấy, các con cháu thì năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Bây giờ tôi dạy dỗ con cái là phải học tập ngoan, giỏi, xong là để là sau này là trở thành người có ích cho xã hội. Các mô hình học tập của xóm được xây dựng phát triển lồng ghép với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường không có học sinh bỏ học. Các em đều có đạo đức, kỹ năng sống, lối sống lành mạnh. Người lớn trong gia đình đều hưởng ứng việc học, 104 trên 104 hộ gia đình đăng ký và đạt danh hiệu gia đình học tập. Người dân trong xóm luôn tự giác học tập thông qua nhiều hình thức khác nhau như đọc báo, nghiên cứu tài liệu về phát triển kinh tế gia đình, đọc báo mạng. Nhờ đó, đời sống của các hộ gia đình trong xóm được cải thiện. Đến nay, bình quân thu nhập mỗi gia đình đạt 70 triệu đồng, cả xóm không có hộ nghèo. Cấp trên triển khai quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, thì tôi cũng nắm bắt được quyết định và cũng triển khai cho bà con nông dân đến để cũng biết được là học để có kiến thức, để có đổi đời. Và cũng các bà con của xóm Lam Sơn Thượng thì cũng nhiệt tình ủng hộ và cũng có những nhà sản xuất được kinh tế giỏi. Ví dụ như là cũng có rất là nhiều hộ ở xóm thì có điển hình như ví dụ như là hộ Lý Thị Thiều, hộ Hoàng Văn Viên, hộ của hộ nuôi ong thì có Lê Văn Đài, Hoàng Văn Sần, với lại còn những hộ trồng thanh long thì cũng còn rất là nhiều hộ điển hình, còn nuôi ao thả cá thì cũng có rất là nhiều hộ. Và kinh tế của các hộ trong xóm thì ổn định và phát triển. Còn nuôi dạy con cái thì có gia đình, cũng có nhiều gia đình thì có con đi học đại học và cũng được thành tài và cũng có những bằng tốt nghiệp loại giỏi. Với những kết quả đạt được trong 5 năm qua, mô hình cộng đồng học tập ở xóm Lam Sơn Thượng, xã Hồng Việt được Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen nhiều năm liền vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, là một trong 5 mô hình tiêu biểu được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập thực hiện đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát tại biên giới, xác định nhiệm vụ quan trọng của mình, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tại các xóm sát biên giới nâng cao ý thức phòng chống dịch, bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồn biên phòng Nậm Nhũng, Hà Quảng quản lý trên 23 km đường biên với 21 xóm thuộc hai xã Lũng Nậm và Cải Viên,
trong đó có 9 xóm biên giới, gồm 1.082 hộ, 4.814 nhân khẩu. Đây là khu vực vùng cao biên giới, quanh năm khô khát do thiếu nước sản xuất và sinh hoạt. Đời sống đại bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân, làm tốt công tác quản lý đường biên mốc giới, nhất là xóm sát biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện quy chế khu vực biên giới đất liền gắn với tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về bảo vệ biên giới. Chỉ thị của Chính phủ, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, tham gia ngăn chặn phát hiện hành vi buôn bán, vận chuyển, sử dụng các loại pháo nổ qua biên giới. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền được trên 34 buổi với trên 3.000 lượt người nghe về phổ biến các văn kiện pháp lý bảo vệ biên giới gắn với thực hiện tuyên truyền tháng cao điểm về phòng chống dịch COVID-19, tổ chức triển khai cho các hộ dân ký cam kết không vi phạm các quy chế bảo vệ biên giới. Thông qua việc tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về tham gia quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới, giữ gìn trật tự an ninh thôn bản, tổ chức các hoạt động giúp nhân dân khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới, như tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, di rời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, cải thiện môi trường nông thôn, vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm, ổn định dân cư biên giới. Những năm qua ấy, thì biên phòng cũng đã được giúp bà con trong xóm, nhất là cái tuyến đường này này, hiện tại bây giờ tuyến đường này là công sức của các chiến sĩ cũng như là cán bộ biên phòng làm cái đường cho thôn bản được sạch, được đẹp. Và thứ hai nữa là nhất là về trong từ năm ngoái cho đến bây giờ ấy, nhất là các cán bộ cũng như chiến sĩ về tuyên truyền cho bà con là cái điểm then chốt nhất là về cái chống cái bệnh dịch của cái virus của 19. Mà thứ hai là các cán bộ cũng là chiến sĩ về tuyên truyền cho bà con về cái gọi là an ninh biên giới đấy, để mà làm sao mà để bà con hiểu thấu được về cái tầm quan trọng về cái chủ quyền an ninh biên giới cho bà con biết, và vận động chính sách, tức là nhất là không cho, tức là nghe theo của cái trái phép của đạo Dương Xuân Mình. Thứ ba nữa là về vấn đề cũng là tuyên truyền cho bà con, vận động nhất là các cháu học sinh thiếu niên nhi đồng để mà cho bà con, cho bố mẹ, mặc dù là vất vả nhưng mà cũng là để cho các cháu đi học được 100%. Phải nói rằng tức là các cán bộ cũng là chiến sĩ lúc nào cũng quan tâm và gần gũi bà con trong làng xóm, những cái việc nhỏ việc lớn, nhất là ngay bản thân tôi cũng là người già rồi thì trong cái vụ gặt cũng thế, vụ thu ngô cũng thế, các đồng chí cán bộ cũng là chiến sĩ về giúp tôi và giúp cả làng xóm, rồi năm nào cũng đều như thế ạ. Trong công tác vận động quần chúng, đồn biên phòng Lũng Nặm đặc biệt quan tâm xây dựng thế trận lòng dân, củng cố và phát huy những người có uy tín, gia làng trưởng bản, giám sát địa bàn, cung cấp những nguồn tin quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia. Đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền 2 xã, tổ chức triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Qua đó củng cố lòng tin vững chắc trong nhân dân, giúp nhân dân yên tâm bám trụ xóm làng, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Để đảm bảo an ninh chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự ở khu biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, thì đơn vị đã triển khai cái đồng bộ và toàn diện các biện pháp công tác. Trong đó chúng tôi tập trung vào các biện pháp sau. Biện pháp thứ nhất là thực hiện tốt công tác tuần tra quản lý bảo vệ biên giới, kịp thời nắm chắc mọi diễn biến hoạt động xảy ra trên biên giới, để ngăn chặn các hoạt động là vi phạm hiệp định về chủ quyền lãnh thổ để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Biện pháp thứ hai chúng tôi tăng cường ở đây là thực hiện tốt công tác tuần tra kiểm soát biên giới địa bàn. Ở đây thì ngoài kiểm soát cơ động ra thì chúng tôi tiếp tục là duy trì 6 tổ
trên 23 cán bộ chiến sĩ là 24/24 thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn trên biên giới, vừa thực hiện là ngăn chặn công dân xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống dịch COVID-19 hiện nay đang tiếp tục là diễn biến phức tạp. Ra thì 6 tổ trên cũng đồng thời là thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống tội phạm và xử lý các hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cái biện pháp thứ ba mà chúng tôi thực hiện đó là thực hiện tốt cái quy chế phối hợp giữa ba lực lượng công an, quân sự và biên phòng theo nghị định 03 của Thủ tướng Chính phủ. Cái biện pháp thứ tư mà chúng tôi tập trung thực hiện đó là thực hiện tốt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Và biện pháp thứ năm mà chúng tôi tập trung thực hiện đó là thực hiện tốt công tác quản lý để giáo dục cán bộ chiến sĩ đơn vị là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và khắc phục mọi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được phụ trách. Hiện nay, đồn biên phòng Lũng Nặm đã triển khai kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm khu vực biên giới tháng cuối năm 2020, phân công cán bộ chiến sĩ phụ trách địa bàn, tiếp tục xây dựng cơ sở cốt cán, phục vụ công tác nắm tình hình theo hướng dẫn chỉ đạo cấp trên, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tích cực tham gia củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Sau đây là thông báo thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 của Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Với chủ đề Em hãy viết thư gửi một người thân trong gia đình để chia sẻ trải nghiệm của mình về đại dịch COVID-19. Cuộc thi viết thư quốc tế dành cho trẻ em nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em, giúp các em tiếp cận và nhận thức các vấn đề của xã hội, của thời đại và thể hiện suy nghĩ của mình đối với những vấn đề này, bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội, đất nước và thế giới, giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Đối tượng dự thi là học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi. Một bức thư viết dưới dạng văn xuôi, chưa đăng báo hoặc in sách, dài không quá 800 từ. Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài đánh máy, vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ. Ở góc trên cùng bên trái ghi đầy đủ họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ, trường, lớp, huyện, thị, tỉnh, thành phố hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại. Phong bì thư cần ghi rõ. Bài dự thi cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 năm 2021. Nơi nhận bài thi, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, số 5, phố Hỏa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021, theo giờ bưu điện. Giải thưởng quốc gia, các thí sinh đạt giải nhất, nhì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo. Ban tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và hai đại diện phụ huynh và nhà trường của mỗi thí sinh về dự lễ tổng kết và trao giải thưởng. Giải cá nhân gồm một giải nhất 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng, 30 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng, 65 giải cây bút triển vọng mỗi giải 500.000 đồng. Giải tập thể, các trường có học sinh đạt giải nhất, nhì, ba được nhận giải tập thể mỗi giải 1 triệu đồng. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời quý vị và các bạn xem trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, caobangtv.vn. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.